cho các bạn du học Singapore ngành du lịch khách sạn. Các bạn được làm việc trong một môi trường đẳng cấp, chuyên nghiệp, trong một không gian ấm cúng và sang trọng. Cơ hội gặp gỡ với những người nổi tiếng từ các chính trị gia tài ba cho đến những cái ngôi sao, nghệ sĩ, lừng danh trên thế giới. Và công việc được xếp vào hàng ngũ là năng động với sự giao lưu và mới mẻ mỗi ngày. Đó là những lý do mà nghề quản trị khách sạn, nhà hàng luôn được có một cái vị trí đáng mơ ước và hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Tân Đại Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn làm hồ sơ du học Singapore và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp các bạn tư vấn chọn trường uy tín khi du học Singapore ngành này. Và Tân Đại Dương xin giới thiệu với bạn thông tin về trường MDAS. Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDAS hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận lớn nhất ở Singapore và trường được người tiêu dùng bình chọn là top 3 trường tư thục tốt nhất ở Singapore, trường đào tạo ngành du lịch khách sạn tốt nhất với mục tiêu là trở thành một học viện lớn và uy tín trong khu vực, cung cấp các khóa học với các chuyên ngành hiện đại phù hợp với cái xu hướng phát triển thời đại. MDAS cũng luôn nỗ lực hết mình để ngày càng có nhiều người có cơ hội được đào tạo trong một môi trường chất lượng, giáo dục cao và bằng cấp thì được công nhận trên thế giới. Và các trường đại học đối tác của MDAS như là trường Sunderland, trường Southern Cross, v.v. Và trường đặc biệt chú trọng việc đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập cho sinh viên với giá trị đầu tư là 35 triệu đô la Singapore và khu học xá rộng 3 hectare. Có các lớp học được trang bị tối tân, có 6 phòng thí nghiệm y học và phòng máy tính. Và ngoài ra thì còn được trang bị các phòng tập thể dục, thể thao, các phòng các sân bóng rổ, tennis và đặc biệt là có sân khấu phục vụ tổ chức các lễ hội và sự kiện. Năm 2009 thì MDAS đã quyết định sử dụng 80 triệu đô la trong quỹ dự trữ của mình để xây dựng cái tòa nhà ký túc xá là 15 tầng trong khuôn viên của học xá và tòa nhà ký túc xá được xây dựng với sức chứa là 1.620 sinh viên. Trong khu học xá này thì cũng sẽ có những cái phòng hội trường lớn thiết kế theo kiểu rạp hát với 945 chỗ ngồi, phòng nghe nhạc, phòng nhảy, thiết kế sân khấu ngoài trời, trên sân thượng và tòa nhà, khu căng tin với 11 quầy và có sức chứa khoảng 600 người. Các phòng học thì hiện tại đều có điều hòa và thiết kế là tiện lợi nhất cho sinh viên khi học tập và sinh hoạt ở đây. Ký túc xá sẽ có các phòng đơn và phòng đôi và phòng 4 với mức giá là từ 400 cho đến 800 đô la sinh. Và từ ngày 7 tháng 3 năm 2011 thì ký túc xá đã chính thức đón chào những sinh viên đầu tiên đến ở. Và trong năm 2010 thì MDAS đã chính thức đưa vào giảng dạy chuyên ngành là kỹ thuật, bao gồm các ngành như là kỹ thuật thiết kế máy hay là kỹ thuật chế tạo máy. Và MDAS cũng cung cấp các khóa học đào tạo ngành du lịch khách sạn từ bậc học cao đẳng cho đến thạc sĩ. Các sinh viên với trình độ khác nhau thì đều sẽ tìm được các khóa học, các bậc học phù hợp nhất và kết thúc chương trình học với cái thời gian là hợp nhất với cái trình độ của mình. Chương trình cao đẳng ngành du lịch khách sạn các bạn sẽ học trong vòng 7 tháng. Đại học Đại Cương các bạn sẽ học trong vòng 17 tháng và làm một đề tài thực tế. Đối với cử nhân thì các bạn sẽ học trong vòng 9 tháng và chương trình thạc sĩ thì các bạn sẽ học trong vòng 12 tháng. Yêu cầu đầu vào của trường thì yêu cầu tiếng Anh đó là các bạn phải có điểm TOEFL là 550 hoặc là IELTS là 6 chấm và hoặc là có thể là hoàn thành khóa học Anh văn tại trường. Sinh viên học hết lớp 10 với điểm trung bình 6.5 tại Việt Nam thì sẽ được học cái bậc chứng chỉ, sau đó chuyển lên bậc cao đẳng và học chương trình bài học tại trường. Học sinh học hết lớp 11 thì sẽ bắt đầu học từ cao đẳng ngành du lịch lữ hành. Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là hoàn thành cái khóa cao đẳng du lịch tại MDAS thì sẽ bắt đầu học từ bậc đại học Đại Cương về ngành du lịch lữ hành. Và thông tin học phí về trường cũng như là các khóa khai giảng của trường thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường MDAS tại Việt Nam qua số hotline là 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.